Xin chào các bạn, bây giờ Duy sẽ giới thiệu với các bạn một cái kỹ thuật động tác vai rất là quan trọng. Đó là bài Seated Dumbbell Press. Đây là một trong những bài free weight tập tốt nhất cho vai. Đối với các bạn nữ thì các bạn cầm tạ nhẹ thôi. Các bạn đẩy động tác này trên 12 rep một set. Thì như vậy nó sẽ mang cho mình một cái cơ vai săn chắc khỏe mạnh, giảm mỡ vùng vai lưng. Rất là hiệu quả, chứ nó không thể nào mang một cái đôi vai gồ ghề như nam giới được. Nên các bạn cứ yên tâm mà tập luyện, đây là một bài quan trọng không thể bỏ qua được. Thì đối với các bạn nam thì mình cũng phải đẩy bài này mang một phong cách nam tính một tí xíu. Tức là không đẩy nhẹ như các bạn nữ được. Các bạn trang bị có thể là đai lưng để cho nó giữ cột sống, và cái dây quấn cổ tay để cho cái cổ tay mình nó không bị đau. Và các bạn đặt tạ lên đầu gối, các bạn hất cái đùi thật là mạnh lên. Khi lên xong, tư thế sẵn sàng xong thì bắt đầu đẩy lên thở ra, xuống thì hít vào. Thì các bạn chú ý là khi xuống là ngang vai là được, như cái tay Duy đang tập. Và khi lên thì không có thẳng cái tay nha các bạn, không thẳng tay 100%, nó sẽ tổn thương cái cùi chỏ phải giữ một cái độ cong nhất định. Ở động tác này khó nhất là khi mà lên tạ nặng sẽ lên rất là khó. Còn nếu mà bạn nào mà tập mặt OT mà nó nặng quá thì bạn nhờ một người khác, người ta phụ mình lên. Đó các bạn ơi, cái cơ vai, cái đường đi động tác nó không có dài lắm, các bạn không phải xuống thật là sâu và lên thật là thẳng. Như vậy nó chỉ hại thêm thôi, chứ nó không phải là tập như vậy là tốt đâu. Thế các bạn cứ tập vừa phải, từ từ. Đây là bài free weight nên mình bạn tập làm sao cho cái động tác nó được mềm mại, nó uyển chuyển thì sẽ là tốt. Không nên phích người cứng quá. Đó, thì cái buổi chia sẻ video tập vai đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.